xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Như hình ảnh các bạn thấy, đây là cây bonsai hoa 10 giờ. Mình đã ghép rất là nhiều màu. Hiện tại cây đang trong thời kỳ ra hoa, rất đẹp và rực rỡ. Các bạn xem nè, màu hoa rất tươi và trên cây còn rất là nhiều nụ hoa chưa nở. Thì trên kênh mình đã chia sẻ rất là nhiều cách làm bonsai hoa 10 giờ cho các bạn xem rồi. Nhưng mà đây là một trong những cây bonsai mang dáng rất tự nhiên và đẹp. Các bạn xem, tán cây rất đều. Và để tạo được cây bonsai hoàn chỉnh như thế này là mình mất khoảng hơn 2 tháng đó các bạn. Sau khi mình đã cắt tỉa, hoàn chỉnh, tạo dáng. Thì điều mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là cách làm. Một cách làm rất đơn giản. Các bạn dùng 6 sợi kẽm, chiều dài khoảng 2 gang tay. Sau đó chúng ta dùng nắp nhựa tròn, các bạn xỏ đều trên nắp nhựa. Sau khi đã xỏ xong, các bạn dùng kìm, chúng ta bẻ cong các sợi kẽm này lại để tạo phần chân đế vững chắc hơn khi chúng ta trồng vào chậu. Sau đó các bạn nhấn xuống và chúng ta dùng băng keo đen quấn lại. Đến một vị trí, các bạn kéo một sợi kẽm xuống và chúng ta quấn tiếp. Đây là giai đoạn tạo hình nha các bạn. Và các bạn lại quấn tiếp. Chúng ta lại kéo một sợi kẽm xuống. Cách làm rất đơn giản và dễ. Các bạn lại kéo sợi kẽm xuống. Và sau đó chúng ta dùng cán túc vít, các bạn bẻ cong các sợi kẽm lại để tạo cái phần chân đế vững chắc cho tán cây. Rất đơn giản phải không các bạn? Sau đó các bạn uốn cong các tán cây lại theo hướng lên trên. Và phần thân thì các bạn uốn cong giống như mình. Sau đó phần này uốn lên trên. Các bạn chỉnh sửa lại theo dáng thế nào mà mình mong muốn dễ nhất. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Xong từng khóm hoa 10 giờ, các bạn cho vào phần khung kẽm. Sau đó chúng ta dùng dây rút cột cố định lại. Các bạn cột dây rút nhẹ tay thôi. Vì hoa 10 giờ rất giòn và dễ gãy, các bạn cho khóm thứ hai vào. Và chúng ta cũng lại dùng dây rút, các bạn cột cố định lại. Rất đơn giản phải không các bạn? Và chúng ta cho khóm thứ ba vào. Các bạn cũng dùng dây rút, chúng ta cột cố định lại. Các bạn cũng có thể thế dây rút bằng những sợi dây khác cũng vẫn được nha các bạn. Và khóm thứ tư vào. Đây là một trong những cách tạo hình giúp cho cây bonsai của chúng ta mang dáng tự nhiên nhất. Và khóm thứ năm các bạn cho vào. Chúng ta dùng dây rút cột cố định lại hết nha các bạn. Phần thân các bạn cố định lại luôn. Và đây là khóm thứ sáu, các bạn cho vào. Và chúng ta cũng dùng dây rút cột cố định lại. Sau đó các bạn dùng kéo cắt bỏ phần thừa của dây. Tiếp theo các bạn cắt tỉa cho tán cây gọn gàng lại. Hoa 10 giờ rất phát triển, do đó các bạn cứ yên tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, những tán cây này sẽ dày lên. Và các bạn chuẩn bị chậu thoát nước tốt để chúng ta trồng hoa 10 giờ. Cho chất trồng vào. Các bạn cho chất trồng dưới miệng chậu để khi chúng ta tưới nước, đất không bị giăng ra ngoài. Các bạn đặt cây bonsai vào chậu. Sau đó chúng ta cho chất trồng vào. Và các bạn chỉnh sửa lại để giúp cho cây bonsai chúng ta ngay ngắn hơn. Đã trồng xong, các bạn cho dây treo vào để chúng ta tiến hành treo chậu. Vậy là trong thời gian ngắn các bạn đã làm chậu hoa 10 giờ bonsai treo đã xong rồi. Bây giờ chúng ta dùng những cây hoa 10 giờ nhỏ các bạn trồng trang trí trên mặt chậu để giúp cho chậu cây chúng ta đẹp hơn. Và với cách làm đơn giản như thế này, các bạn sẽ có được chậu hoa 10 giờ bonsai rất đẹp. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tưới nước cho chậu cây. Các bạn nhớ là chúng ta tưới cho thật là đậm. Sau đó khi màu mà những cây chồi non này phát triển tốt hơn thì các bạn sẽ cho cây ra nắng để chúng ta chăm sóc bình thường nha các bạn. Và sau 45 ngày tiếp theo thì các bạn xem nè, chậu bonsai hoa 10 giờ treo của chúng ta đã phát triển rất tốt. Lá cũng đã xanh hơn và tán cây thì rất là đều. Dáng cây mang vẻ đẹp rất tự nhiên. Những bông hoa đầu tiên đã nở. Đây các bạn. Và trên cây nụ hoa cũng còn rất là nhiều. Và trên thân cây bonsai các bạn xem những cây con nhỏ đang mọc lên. Và trên chậu cây do chúng ta trồng trang trí những cây hoa 10 giờ nhỏ
hiện giờ phát triển rất tốt. Và đến thời điểm này các bạn nên cắt tỉa lại để giúp cho cây bonsai chúng ta gọn gàng và đẹp hơn. Thì đối với hoa 10 giờ các bạn thường xuyên cắt tỉa thì cây sẽ gọn gàng, tán cây sẽ dày, nụ hoa sẽ nhiều và hoa nở sẽ nhiều hơn nha các bạn. Rất đơn giản và dễ. Và chúng ta chỉ mong chờ vào những ngày tháng tiếp theo để chậu bonsai hoa 10 giờ này nở hoa đẹp rực rỡ hơn nha các bạn. Và đây là thời điểm sau 1 tháng tiếp theo. Các bạn xem nè, cây bonsai của chúng ta đã nở hoa, màu hoa rất tươi và đẹp. Do các bạn cắt tỉa thường xuyên thì hoa nở sẽ đơm đều trên từng tán cây và sẽ giúp cho tán cây dày lên và nụ hoa cũng sẽ nhiều hơn nha các bạn. Các bạn xem, trên cây còn rất nhiều nụ hoa chưa nở. Và đối với bonsai hoa 10 giờ, các bạn để ngoài nắng 100% và bón bằng những loại phân hữu cơ sẽ giúp cho hoa nở đậm màu và nhiều hơn nha các bạn. Và khi chúng ta trồng bonsai như thế này, các bạn bón một cái lượng phân vừa đủ, chúng ta bón nhiều lần vẫn tốt hơn các bạn bón một lần, sẽ giúp cho cây bonsai của chúng ta bền hơn. Và các bạn nhớ thường xuyên giữ ẩm đất trong chậu để giúp cho cây bonsai phát triển tốt hơn. Và nhà chúng ta có những cái ban công mà đầy nắng và gió thì các bạn cũng nên làm những chậu bonsai hoa 10 giờ treo như thế này, sẽ trang trí cho ngôi nhà của chúng ta càng thêm đẹp hơn. Và khi chúng ta trồng trong một khoảng thời gian như thế này, các bạn xem nè, trên thân cây bonsai lại mọc những cây con nhỏ và thân cây cũng đã già hơn rất là nhiều. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách tạo bonsai hoa 10 giờ treo mang dáng tự nhiên với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Video mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.